Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2022, cách đây đúng 49 năm, tại Paris, đế quốc Mỹ, kẻ xâm lược, kẻ gây ra cuộc chiến tranh hòng cướp nước Việt Nam, cùng với bè lũ tay sai của chúng là tập đoàn tay sai ngụy quyền Sài Gòn đã phải cúi đầu ký vào Hiệp định Paris để thừa nhận sự xâm lược, thừa nhận sự thất bại của chủ Mỹ. Đồng thời, khi ngụy Việt Nam Cộng Hòa ký vào cái văn bản hiệp định này, cũng tức là đã thừa nhận cái thân phận tay sai bù nhìn. Bởi vì chúng ta đều biết rõ, tại điều 1, chương 1 của Hiệp định Paris, đó là chương về quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, đã ghi rất rõ Hoa Kỳ và các nước tôn trọng Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Chúng ta cũng biết rằng khi mà Hiệp định Geneva năm 1954 ấy, thì mặc dù Mỹ cũng có mặt trong cái hội nghị đó nhưng mà chúng không ký vào cái biên bản cuối cùng. Đây là nằm trong cái giã tâm cướp nước, bởi vì đó gọi là lý do để mà nó biện minh cho cái sự xâm lược của nó, rằng nó không ký thì nó không có trách nhiệm thi hành. Đây là cái luận điệu của những kẻ xâm lược, của những tên đế quốc, của những kẻ thực dân. Cho nên rằng bọn bè lũ tay sai cũng thường vin vào cái cớ rằng Mỹ với lại Diệm nó không ký vào cái Hiệp định Geneva cho nên nó không có trách nhiệm thi hành. Đây là cái luận điệu rất là gian dối, nhưng mà rất tiếc rằng nhiều người vẫn cứ tưởng đó là một cái thuyết phục được cái đúng đắn. Cho nên chúng ta cần làm rõ, và mọi người cũng đều biết rất nhiều kẻ, những cái bọn thực dân đế quốc như bọn bè lũ tay sai chúng ta không thèm chấp, bởi vì chúng nó là bản chất của chúng nó là gian dối, bản chất của chúng nó là lươn lẹo, bản chất của chúng nó là dối trá. Thế nhưng mà rất tiếc rằng nhiều cán bộ đảng viên, và đặc biệt là những người về làm về lịch sử Việt Nam, lại nói không khác gì luận điệu của cái bọn thực dân đế quốc và bọn bè lũ tay sai. Cho nên chúng ta cần phải vạch mặt, và đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại, chỉ thẳng vào mặt thằng Phạm Đức Bảo, là cái thằng có mặt trong cái buổi hội luận của thằng Nguyễn Mạnh Hà trong cái cà phê số. Nó nói là chúng ta đã ký với lại Việt Nam Cộng Hòa rồi, tức là chúng ta đã thừa nhận đó rồi, chứ không khi nào ký với ngụy. Phạm Đức Bảo, mày hãy nghe cho rõ này, đọc và hiểu rõ cho cái câu trong điều 1 của Hiệp định Paris đấy. Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Phải nói một cách chính xác đấy, thì cho tới năm 1973 Mỹ mới ký vào cái, cũng giống như là cái Hiệp định Geneva đó, bởi vì nó lặp lại cái điều của Hiệp định Geneva. Và để thực hiện được một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì người dân Việt Nam chúng ta đã phải trải qua 21 năm, biết bao nhiêu xương máu của đồng bào và chiến sĩ, biết bao bom đạn của kẻ thù đã dội xuống trên khắp đất nước quê hương này. Và đây là ngày mà đế quốc Mỹ đã phải chấp nhận sự thất bại cay đắng trong cuộc chiến tranh xâm lược mà chúng gây ra ở miền Nam Việt Nam. Nhớ nha, những mấy ông lịch sử nha. Tất nhiên là các ông dư sức hiểu cái điều này, nhưng bởi vì các ông có cái dã tâm là ủng hộ cái dự án Obama, cho nên là muốn làm mất đi cái bản chất xâm lược của đế quốc Mỹ, nhằm biến những kẻ xâm lược thành những nghĩa sĩ, thành những chiến sĩ đi giúp đỡ những nước có chiến tranh. Đây là một điều hết sức không thể chấp nhận được. Thằng Mỹ hay thằng Pháp nó nói gì kệ mẹ, chúng tôi không quan tâm. Nhưng mà các ông là người Việt Nam, và đáng buồn hơn các ông lại là lớn lên trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước này. Cha anh các ông, bạn bè các ông, có người ngã xuống, có người mang thương tật trở về để cùng với lại toàn đảng, toàn quân, toàn dân giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy bây giờ các ông mở mồm, các ông nói là ta đã ký với Việt Nam Cộng Hòa rồi, tức là ta đã thừa nhận. Thả thừa nhận cái gì? Thừa nhận cái kiếp tay sai của nó gì nữa? Học và hiểu kỹ cái điều 1 của Hiệp định Paris đi. Đảng viên, cán bộ, tiến sĩ, phó tiến sĩ mà lên đây lại mở mồm nó nói về, tức là ta đã thừa nhận rồi đó. Thì nhìn xem toàn bộ cái văn bản này có khi nào nói đến gọi là cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa không à? Chỉ có mỗi cái chỗ chữ ký mới gọi là cái chỗ mở là đầu, bởi vì là cái tên đó thì là mình gọi thôi. Còn cái đó thực chất trong cái văn bản Hiệp định Paris
và nói toạc bóng heo cho các ông biết rằng các ông thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là các ông là những kẻ mất dạy, các ông đã phủ nhận cái tính chính nghĩa của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tức là phủ nhận tính chính nghĩa của chính cha ông các ông đấy nhá, Phạm Đức Bảo, Nguyễn Mạnh Hà và những kẻ lịch sử nghe cho rõ. Con nhà vô phúc, con nhà mất dạy, cha ông các ông đổ xương đổ máu đó, chú bác cô gì các ông, kẻ thì chết dưới làn bom đạn, kẻ thì hy sinh trong những cái cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền. Thế mà ông nói là đã ký với nó là thừa nhận. Đó, thừa làm rõ ra xem thừa nhận cái gì. Hả? À? Thừa nhận cái kiếp tay sai của nó chứ thừa nhận cái gì. Còn là một cái lũ vô phúc mất dạy, đây là trà đạp lên xương máu của ông cha, nói nhẹ thì lại không nghe, nói nặng thì lại hô là đánh đá, mới lại chống lại cái nọ, chống lại cái kia. Và nhân đây cũng muốn mở mắt cho cái thằng Hoàng Duy Hùng này nhá. Mày đã đọc cái bản Hiệp định Paris này chưa? Có hiểu được điều một của Hiệp định Paris không? Mà mày nói rằng Mỹ nó có kế hoạch là chia đôi nước Việt Nam, rồi nhân tiện đó rồi thăm dò tài nguyên khoáng sản ở cái bán đảo Đông Dương này. Ai cho nó cái quyền đó? Hả, Hoàng Duy Hùng? Hả? Ai cho chúng nó cái quyền tới đây thăm dò tài nguyên khoáng sản ở trên đất nước này khác? Nhà mày á, mà có cái thằng nào vào để mà nó vào rồi là nó nói là tôi vào tôi xem ông có những cái gì, mày có để yên cho nó không? Luật sư gì mà ăn nói như là cái thằng trẻ trâu mà là lên đây là cứ gào lên này, thế là tôi nói kia. Cho đến ngày 25 tháng 1 tức là cách đây 2 ngày, mày vẫn là một cái thằng xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, khốn nạn đều cáng. Thực ra thì Trần Cơ cũng không cần nói đến cái thằng này nhiều, bởi vì cái thằng này nó không có một cái vẹo gì trong cái cuộc đấu tranh này đâu. Nhưng nó nguy hiểm ở cái chỗ là có nhiều người vẫn còn mơ tưởng nó là một cái con người yêu nước. Nếu không có những cái sự phản đối, nếu không có những bài vạch mặt cái âm mưu của nó qua những cuốn sách trắng, qua những cái sự bố láo của nó xúc phạm đến Bác Hồ và các vị lãnh đạo, thì liệu nó có mở mắt được không? Liệu nó có thay đổi? Nhưng mà đây chẳng ngớ cho rằng đây là một cái sự nó lươn lẹo theo thôi, là một kẻ dậu đổ bìm leo, là một kẻ gọi như là cơ hội thôi, chứ nó chẳng làm được cái trò chống gì. Nhưng quan trọng chúng ta nói lên đây là để cảnh tỉnh cho những con người khác. Đây là cách mà nó lợi dụng, nó cũng muốn tạo dựng lên một cái gì đấy để mà ai lên án thì nó lại vu vạ ra rằng nếu như vậy thì tại sao báo Nhân Dân lại coi như trao giải thưởng, nếu nó không yêu nước không gì tại sao lại được dự Xuân Quê Hương. Cái luận điệu này xưa lắm rồi, ông tướng kìa, huân huy chương đeo từ cổ cho đến gấu áo kìa, mà nói bậy nói sằng chúng ta cũng lên tiếng. Mày là cái thằng Ngụy, mày là thằng người Mỹ gốc Ngụy là cái gì mà đe dọa mà chưa chi mà đã đòi ấy. Nhìn Lê Mã Lương đấy, nhìn ông Nguyễn Quốc Thước tôn vinh giặc đấy, nhìn ông Lê Kỳ Lâm, Lê Kỳ Lâm nói bậy nói bạ đấy, huân huy chương còn đeo kín cả ngực từ cổ xuống đến gấu áo kìa. Chưa chi chúng mày cứ đã tưởng là hù dọa là tại sao báo Nhân Dân để trao giải thưởng cái gì. Lúc nào nó có một cái gì đó đáng chào vẫn là đáng chào. Nhưng ta tuyên bố cho mày biết, những cái tấm huân huy chương đó, nó dù to bằng cái nong nhưng mà không che được cái sự mất dạy, cái sự khốn nạn, cái sự xuyên tạc. Đó, Hiệp định Paris đã ghi rõ ràng như thế. Mỹ nó cũng đã phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy mà cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó lại nói rằng là cái nước Việt Nam chỉ có phe xã hội chủ nghĩa với lại là công nhận thôi. Một lần nữa vạch mặt cái bản chất đều cáng, khốn nạn, vô liêm sỉ của những bọn thực dân về đế quốc như Hoàng Duy Hùng. Mày có biết thằng Pháp nó vừa ký Hiệp định Paris với lại là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không? Vậy mà là cái thằng Anh Mỹ nó nặn ra cái Việt Nam Cộng Hòa, cái là nó lại công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Có phải là bản chất lá mặt lá trái không? Có phải là bản chất đều cáng của bè lũ thực dân và là đế quốc không? À, nếu là một con người quân tử mà mày lớn lên ở, mày là người Việt Nam, mày không ở đất Việt Nam, nhưng tất nhiên cha mẹ mày dạy cho mày biết quân tử nhất ngôn, vừa mới ký Hiệp định Paris mới hơn một năm thôi lại quay sang công nhận cái sản phẩm do cái thằng Anh nó nặn ra. Đó là bản chất của cái gì? Bản chất của kẻ lá mặt lá trái, bản chất đều cám của kẻ xâm lược.
Vậy mà mày lại mở mồm mày nói theo cái giọng điệu đó mà mày nói là mày ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam à? Mày không lừa được người là dân đâu. Mới ngày 25 tháng 11 rồi này. Trong cái video số 1493 của cái thằng Hoàng Duy Hùng, trong cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng nói thao thao bất tuyệt, nếu ai đã đọc lịch thử sử thì sẽ biết rằng Mỹ nó có kế hoạch là chia đôi nước Việt Nam. Nó có cái quyền hành gì mà là nó chia đôi được nước Việt Nam này hả? Nó lấy tư cách gì để mà nó thăm dò tài nguyên khoáng sản trên cái bán đảo Đông Dương này? Ai cho nó cái quyền mang vũ khí dư thừa tới đây để mà tiêu thụ? Canada với Mexico ngay sát đấy, nếu không dùng thì cho chúng nó, sao phải là mang sang tận Việt Nam để tiêu thụ? Làm sao là chúng mày phải tốn hàng 3 triệu lượt người Mỹ sang đây tải vũ khí sang đây à, để giải quyết dư thừa? 58 cái thằng là người Mỹ chết mà được khắc tên ở là Washington đấy, tại sao chúng mày dã man thế? Chỉ có giải quyết vũ khí dư thừa mà mày bắt hàng 3 triệu lượt người công dân Mỹ vận chuyển sang đây, rồi 58 thằng ngàn chết đấy, chưa kể là đất nước Việt Nam chúng ta chết bao nhiêu. Mày đang rửa mặt cho cái bọn xâm lược Mỹ nhá, là cái thằng Hoàng Duy Hùng. Tao không cần chấp mày đâu, nhưng mày được cảnh báo cho mày biết, mày không thể qua mắt được người dân đâu. Thôi mày cứ đi về quê hương này, mày hưởng trọn cái niềm vui khi được về quê hương này đi. Mày live stream mày nói về phong cảnh đất nước cái gì ấy, nhưng mà nói cho đúng, đừng có mang cái tính chất kích động cái mả mẹ mày. Mày lại nói ở đây làm gì có cướp giật, ở đây làm gì có xách túi đồ. Mày có nhìn thấy bây giờ ai nói cả cái thành phố Hà Nội này họa hoạn, đâu có những thằng đói kém thì cũng có, tao không phủ nhận, nhưng đó không phải là nói lên cái bộ mặt, cái bản chất của một thủ đô, mà ở tất cả các địa phương khác cũng vậy. Ở nước nào cũng có những trường hợp ăn cướp, ăn trộm, hiếp dâm. Má mẹ trong mày chỉ một vài cái hiện tượng ấy trong mày lên nên mày là tưởng như thế là mày nói hay cho đất nước Việt Nam à? Ở đây á, những cái luận điệu xuyên tạc đó chính người dân thủ đô người ta thấy là người ta đã ỉa vào mặt những cái đứa xuyên tạc là thủ đô là trộm cắp, là thủ đô là cướp giật. Mày còn nhớ cái thằng Hoàng mày còn nhớ cái thằng anh mày là thằng Nguyễn Phương Hùng không? Bản chất của mày không khác gì đấy. Đệ tử của chúng nó mấy cái thằng VSK là trốn nợ rồi giải vây cho đồng bọn, vậy mà đã đăng lên là côn đồ lộng hành giữa cái thủ đô. Mày không nói cái đấy nhưng mà mày cái giọng lưỡi của mày cũng không khác gì. À, để tôi đi yên lành chẳng có ai cướp giật, nhưng mà mẹ mày mày hỏi hàng triệu người dân xem có ai chứng kiến cái vụ cướp giật nào không? Thôi nhưng mày nói như thế cũng được. Còn về lịch sử mày ngu thì mày đừng nói. Mày nói là người dân người ta ỉa vào mặt mày ấy, mang tiếng là luật sư, thà là những cái thằng như thằng Ngô Kỷ hay là những cái thằng Nguyễn Hồng Phúc hay cái gì mà mẹ chúng nó chống cộng ở là bên hải ngoại chúng nó không biết cái gì ấy, thì cũng bực nhưng chửi một lần thôi. Còn mày mang danh mày đã là luật sư, mày về đây mày đã nói rằng đã được Bác Hồ tha lỗi rồi, chúng ta đồng ý tha lỗi, nhưng mà phải biết cái lỗi của mình mà câm cái mồm xuyên tạc lịch sử của mày lại. Hy vọng đó là cái video, cái clip cuối cùng của mày nói về lịch sử của cái dân tộc này. Mà cha mà đi mẹ mà chỉ ngu mà lên đây cứ rao giảng. Ai mà đọc lịch sử thì biết là Mỹ nó có kế hoạch là ngăn đôi nước Việt Nam, rồi thì giải quyết vũ khí dư thừa. Ai thì là cho nó cái quyền đó hả? Cho nên mọi người cứ thấy là Trần Ngơ cứ nói tới cho là Trần Ngơ này cực đoan bên đấy. Không phải, không được. Lịch sử là phải cho nó chính xác, là phải trung thực. Lòng khoan dung độ lượng nó phải đặt đúng chỗ, đúng người. Nó đang lợi dụng cái lòng độ lượng vị tha của dân tộc để thực hiện cái âm mưu khốn nạn của nó như vậy. Làm sao chấp nhận được? Đó. Nó đã ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Hả mấy ông Đảng? Nó nói là Mỹ nó có kế hoạch chia đôi cái đất nước Việt Nam rồi đấy, để mà chọn làm cái nơi giải quyết những vũ khí dư thừa từ đại chiến thứ nhất với đại chiến thứ hai đấy. Rồi nhân đó chúng nó thăm dò cái tài nguyên khoáng sản ở cái mảnh đất Đông Dương này đấy. Nói vậy thưa công có nghe được không? Mày còn rêu rao là mày về đây mày sẽ gặp các cơ quan chức năng, để rồi xem thôi mày được gặp những cái cơ quan chức năng nào mà mày lên đây mày làm cớ cho những cái đứa ủng hộ mày nói quang quát. Vâng, Trần ơi chào mọi người, nhưng mà nói quá nói đó mấy cái bọn lịch sử này Trần ơi rất là bực bội.
chúng nó toàn là vỗ ngực khoe nào là bằng nọ bằng cấp nọ bằng cấp kia, nhưng mà toàn nói theo cái luận điệu của cái bọn thực dân đế quốc. Và cái thằng Hoàng Duy Hùng này, cái giọng lưỡi của nó không không khác cái giọng lưỡi của bọn lịch sử. Nó hô rằng lúc đó là do ý thức hệ, cho nên chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa mới công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập và công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tao hỏi lại mày một lần nữa này, là cái thằng Hoàng Duy Hùng này, những ai ký về hiệp định Geneva? Có thằng Pháp không? Thằng Pháp là gì? Nó cũng công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đấy. Nó cũng thừa nhận là cái sự có mặt của nó đây là như là một thằng ăn cắp, nhưng mà thằng ăn cướp đấy. Và sau này thằng Mỹ cũng thế đấy. Vậy mà mày lại nói là chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa với lại công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thôi là làm sao? Luật sư nó phải có bằng chứng, nó đanh thép, nó rõ ràng chứ. Mày nói như mà thằng Chăn Châu vậy mà mày lên đây thì mày tuyên truyền cái gì? Đời tư của mày, mày quan hệ với lại đứa nào kệ mà mẹ mày, nhưng mày cứ xuyên tạc lịch sử là tao sẽ lôi mày ra đây thì mày tao vạch ra từng cm một. Vâng, chị ơi, xin chào tất cả những người người anh em. Nói thật mong mọi người thông cảm với nói đến cái bọn mà xuyên tạc lịch sử này, chị ơi, không thể nói nhẹ nhàng được. Nhiều khi trước khi mở livestream cũng muốn là thôi nói nhẹ nhàng cho nó dễ nghe, mà rồi nói đến cái sự bẩn bựa khốn nạn của chúng nó thì không thể mà nói nhẹ nhàng được. Nó cái sự thật hiển nhiên như thế mà nó xuyên tạc, nó đã xuyên tạc thì thôi kệ bố nó, thà là nó vẫn ở bên Mỹ nó xuyên tạc dành có không bực về đây lừa dối cộng đồng là đã ủng hộ Đảng Cộng sản, đã xin lỗi Bác Hồ, được Bác Hồ tha lỗi rồi, vậy mà 1 2 ngày sau lại lên nói là Mỹ có kế hoạch chia đôi đất nước Việt Nam. Tại sao chỉ có một cái từ xâm lược, một cái từ ăn cướp mà mày khó nói thế à? Và đấy, tao hỏi lại mày là nó có cái quyền gì để mà nó thăm dò tài nguyên khoáng sản trên cái bán đảo Đông Dương này? Nó quyền gì nó đưa cái vũ khí chết chóc sang một cái quốc gia khác? Nhìn trong cho liên mày cả nhìn cả trong hiến chương Liên Hiệp Quốc xem, thưa là có trao cho nó trao cho Mỹ mới lại Pháp những cái quyền đó không? Mặc dù là Liên Hợp Quốc luôn luôn bị là chúng nó làm lũng đoạn đấy, nhưng mà chúng mày thử, thằng Hoàng Dung mày thử tìm cho tao một cái điều nào trong cái hiến chương Liên Hợp Quốc có cho Mỹ và cho Pháp, những cái cho thực dân đế quốc nó có cái quyền mang bom đạn đến nước khác không? Không gọi mày là thằng xuyên tạc lịch sử thì gọi là cái thằng gì? Không gọi mày là thằng bố láo thì gọi là cái thằng gì? Xuyên tạc mọi cái mọi nhé, lịch sử dân tộc đã xuyên tạc rồi, văn bản hiệp định còn rành rành đây, còn bao nhiêu nữa ký nữa đây mà ăn nói như thế, bóp méo lịch sử như thế. Mày hô là chỉ có nước sủi của chủ nghĩa mới lại công nhận Việt Nam là một quốc gia và công nhận Việt Nam cộng hòa thì do Mỹ lãnh đạo và tư bản là quốc gia. Cái bọn tư bản, cái bọn đế quốc là cái bọn mất dạy, cái bọn điên cướp, nói xong lại liếm à, nhổ xong lại liếm đó. Mày là thử hỏi đồng bọn của mày ở là bên Cali xem, xong mà phải là Pháp ký vào cái văn bản hiệp định Geneva là công nhận Việt Nam là một quốc gia hay không? Tao nói thẳng cho cái thằng Hoàng Duy Hùng và những cái thằng chống cộng cực đoan ở hải ngoại này, cái lá cờ vàng ba sọc là nỗi nhục của cái dân tộc Việt Nam này, là vết dơ đấy, mà do chúng mày là những kẻ dương lên và cứ muốn duy trì đấy. Chúng mày thử nhìn xem, từ khi đất nước Việt Nam này có cái bóng dáng của cái lá cờ vàng đó, sau khi mà thực dân Pháp lôi cái thằng Bảo Đại lên cho làm quốc trưởng, lập ra cái gọi là quốc gia Việt Nam đấy, và cái lá cờ vàng này chúng mày gọi là quốc kỳ đấy, thì từ ngày có cái lá quốc kỳ đó,
của cái bọn tên là tại sao bên nước ấy, thì đất nước Việt Nam nó có ngày nào được yên lành không? Hay là lúc nào cũng ngập tràn trong khói lửa binh đao và chết chóc? Chỉ từ khi cái lá cờ vàng khốn nạn đó đã bị người dân chúng ta đạp xuống đất thì đất nước Việt Nam mới thực sự phát triển. Đó là điều hiển nhiên. Mày hỏi ai thì người ta nói thế, hỏi người Việt Nam, hỏi người nước nào thì người ta phải thừa nhận đó là sự thật lịch sử. Vậy mà chúng mày muốn phục dựng là quả thế là chúng mày nói là lấy lại đất tổ không làm khổ dân mà là ai mà có tin được? Chỉ những kẻ mù quáng, chỉ có những kẻ phản lại dân tộc này mới tin theo cái bè lũ khốn nạn chúng mày thôi. Lịch sử chứng minh rõ ràng rằng khi mà là cái lá cờ vàng ba sọc này còn ở trên đất nước này thì đất nước này tràn ngập trong khói lửa của đao binh. Thế mà chúng mày cứ muốn chính danh nên lại muốn thế nọ thế kia. Cái đó chính là đập vào mặt chúng mày ăn nói gian dối lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Bà mẹ nhà chúng mày với cái lá cờ vàng điên đâu là đó chết chóc, ở đó có sự hãm hiếp, ở đó cháy nhà, cháy cửa, bom đạn nổ. Cho nên phải nói thẳng ra là những cái kẻ nào muốn phục dựng cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa, muốn đưa Việt Nam Cộng Hòa trở lại là chúng nó đang muốn làm cho đất nước này coi như là lại trở lại những cái năm tháng của cái chiến tranh. Cái làm gì mà chúng nó gì mà không làm khổ dân, cái mà mẹ nhà chúng mày lúc còn được bố Mỹ chúng mày nuôi nấng kìa, nó mang bom ra miền Bắc kìa, nó mang chất độc học tân rải đấy. Từ cái đó không làm khổ dân khổ gì, tại sao chúng mày không dám mở mồm ra chúng mày nói? Đến ngày tổng thống của là chúng mày đấy cũng còn phải thừa nhận rằng nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ thì không chỉ là một ngày một tháng, sau 3 tiếng đồng hồ là chúng nó cút khỏi cái dinh độc lập. Đó không phải là thân phận của thằng tay sai, không phải thân phận của thằng làm thuê thì là cái gì? Đó, cái thằng đứng đầu của cái gọi là chúng mày là Việt Nam Cộng Hòa đấy, chúng nó có phải nó có xứng đáng là thằng tổng thống? Nó là một con bạc khét khát nước để duy trì cái quãng đời tay sai, để củng cố quyền lực, để mà được này khác, nó sẵn sàng mang cả tài nguyên ở đất liền và những tiềm năng ở ngoài biển đi cầm cố. Con bạc nó cũng phải mặc cả là mày cho tao vay như thế là lãi suất bao nhiêu. Chứ đây là cái thằng Nguyễn Minh Thiệu nó nói kể muốn lấy lãi bao nhiêu lấy lãi đó. Độc lập tự chủ với lại của chúng mày thế là ở cái chỗ đó đấy. Không đọc được comment chán quá, cái máy này nó cứ trôi nó nhảy quá. Vâng, thực ra dưới mắt Trần Ngơ thì cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó cũng chỉ là một cái thằng ba que xỏ lá thôi, nhưng mà rất tiếc là nó lại lừa được một số nhóm, một số người. Nhưng mà cái đau xót nhất là mấy ông cộng sản Việt Nam, một vài ông biến chất cũng coi như ủng hộ cái quan điểm của nó đó. Nó vừa vào xin lỗi Bác Hồ xong và nó tuyên bố là được Bác Hồ tha lỗi, thì các Trần Ngơ tin là Bác Hồ sẽ tha lỗi. Đã có lần Trần Ngơ chia sẻ mọi người đấy, bởi vì với cái bước đức độ bao dung lòng độ lượng của Bác Hồ rất đậm nét cái truyền thống của dân tộc này, tha thứ cho kẻ biết lầm đường lạc lối quay về. Nhưng vừa mới tha thứ xong thì nó lại lên nó xuyên tạc về cái bản chất của cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ, nó rửa mặt cho cái thằng bố Mỹ của nó, và nó cho rằng Việt Nam Cộng Hòa về phương diện cũng này nọ thì cũng là hai quốc gia. Mày nói như thế về phương diện như thế thì khác nào mày phủ nhận hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên ai nói mày là yêu nước hả?
chỉ có những cái thằng mà suy thoái về mặt tư tưởng chính trị, chỉ có những kẻ tự diễn biến tự chuyển hóa mới nói mày là thằng yêu nước, tao công nhận mày là thằng Việt kiều, mày muốn về quê hương theo tinh thần của Đảng muốn về về, nhưng về phải là tử tế đàng hoàng. Về mà mày tuyên truyền vớ tuyên vẩn vẩn thì người dân sẽ ỉa vào mặt mày. Mang vỗ ngực là có học thức, có bằng cấp mà anh nói ngu dốt. Đó, tao chỉ hỏi mày đơn giản là ba câu tao đăng trên cái trang cá nhân của tao đấy. Mỹ lấy tư cách gì để mà vào đây thăm dò tài nguyên khoáng sản? Ai cho nó cái quyền là chia đôi đến nước Việt Nam? Chúng mày ăn cướp, chúng mày coi thường cả những cái mà đồng bọn chúng mày đã từng ký kết. Đàng hoàng cái gì? Nó lòi rõ là thân phận một thằng ăn cướp, một thằng xâm lược như thế rồi mày lấy. Và chính nó cũng phải thừa nhận khi mà nó ký hiệp định Paris, tức là nó đã thừa nhận cái sự bất hợp pháp của nó đấy. Ngụy quyền Sài Gòn thế, với cái tên gọi Việt Nam Cộng Hòa ký với đó là cũng chấp nhận chủ của nó là cái thằng bất hợp pháp trên đất nước Việt Nam này. Thì thân phận chúng nó gọi là gì? Thế mà còn quát cái mồm là chúng ta đã ký với Việt Nam Cộng Hòa, tức là chúng ta đã thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, thừa nhận cái thân phận tay sai của nó thôi. Cho nên Hoàng Duy Hùng nói thì nói nặng nặng như thế để mà mày tỉnh cái đầu óc của mày ra, nếu thực sự mày hối cải thì mày mày phải ăn nói cho đàng hoàng, nhất là về những cái gì ở là có trên quê hương này, chứ mày đừng giả và mày quảng cáo nhưng thực ra là mày đang bêu xấu. Mày mặt mày vênh vênh váo váo ra cái vẻ tay đây ấy này khác, nói cho mày biết mấy công tướng cái huân huy chương đeo từ cổ cho đến ngực kia mà ăn nói tầm bậy tầm bạ còn bị người dân phản đối, huống hồ mày là cái thằng ba que mới được tha lỗi về đây đã vinh vinh báo báo. Mày phải biết mày đang ở chỗ nào, mày là vị trí như là thế nào, mày đừng có mơ tưởng. Cho nên là chính những cái điều mơ tưởng hoang tưởng đó là nó nói rõ là cái bản chất ngụy của mày còn đậm lắm. Không qua mắt được người là dân đâu. Cứ vui chơi thoải mái với lại đứa nào ủng hộ mày đi. Bảo nhau thôi nói ấy nói gì ấy chứ đừng có nói đến cái đường lối, mới đừng có nói đến lịch sử đi nữa. Việt Kiều thì về đây thì hàng mấy trăm người người ta dự xuân quê hương. Nó chả biết mày có được dê mời thật sự không, mày biến mảng đấy mày cứ tưởng là oai lắm. Cái nguy hiểm là nhiều kẻ lại coi như là khoác lên người chúng nó đủ cái thứ áo, nào là yêu nước, nào là bảo vệ đảng, nào là thế nọ thế kia, nhưng mà chưa thấy thể hiện ra bằng hành động. Vài bài báo đó thì cũng gọi là té nước theo mưa thôi chứ. Nội cái chuyện mà nghe cái video clip của nó giải thích về cái lịch sử, ai đọc lịch sử rồi sẽ hiểu mà mẹ nhà mày. Vâng, đó là những cái chia sẻ của Dành Ngơ nhân dịp 49 năm kỷ niệm ngày Hiệp định Paris được ký kết, ngày mà đế quốc Mỹ phải chấp nhận cái thất bại cay đắng trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng, ngày mà ngụy quyền Sài Gòn cũng phải thừa nhận cái thân phận tay sai của chúng, khi đã phải cùng chủ của nó, kẻ đã nặn ra cho nó ký về hiệp định Paris để công nhận, để tôn trọng Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó, chúng mình nhớ lấy cái lời văn này nha, mấy cái thằng ba que xỏ lá với mấy cái thằng lật sử. Chúng mày không cãi lại với người dân đâu, bởi vì người dân chúng ta tuy học ít, tuy dốt nhưng mà
sờ đầu gối nói chân thật, căn cứ vào những bằng chứng rõ ràng, chứ không mơ hồ ảo tưởng như là cái ngụy quyền Sài Gòn đâu.